Hello nha em, chào mình em quay trở lại kênh của mình nha. Mình là Tiny Freezer đây. Và hôm nay thì mình sẽ sử dụng vị tướng Vô Trần để leo rank solo nha anh em. Con Vô Trần này thì là bản cập nhật này là cũng có được buff một ít sức mạnh á. Để mình xem nó khỏe không nha. Cụ thể là trong cái bản cập nhật lần này thì là Vô Trần cái F2 của nó sẽ được gọi là gì nhỉ? Thay vì là keng vũ khí anh em ạ thì nó sẽ giảm tinh lực của địch. Nhưng mà nói chung là mình cảm giác như là con nếu mà mỗi thế thôi thì cũng không ăn thua lắm anh em ạ. Con Vô Trần này nó cần một cái gì đó hơn thế. Như kiểu ngày xưa lúc mà Vô Trần mới mới được búp ấy. Cái bản ngày xưa rất là khỏe nên là mình cày rank bằng Vô Trần, nhưng mà bây giờ thì khó anh em ạ. Bây giờ khả năng đánh với con lửa thì hợp lý này. Đánh với con lửa thì Vô Trần có ăn được, chứ còn nếu mà gặp Takeda này hay là Viper này. Takeda với Viper hoặc là nước này là chết rồi. Không không làm gì được luôn. Vì là cái chất tướng nó vốn dĩ nó đã yếu hơn này. Còn con lửa thì là mình dùng cái F2 thì mình có thể giảm đát của con lửa anh em ạ. Thì con lửa bật ulti lên mình cũng không sợ lắm. Thì gọi là mình may ra mình có thể ăn được con lửa. Rồi, để xem nào. Khu này hình như là mình nãy mình không không để ý xem có bao nhiêu người nữa. À hình như có người trên này này. Phải không ta? À đây đúng rồi, Matari này. Matare này. Matare này new buy rồi. Ôi, làm cái gì bạn ơi? Đánh vậy sao mà chơi? Thôi, đi tìm người test sức mạnh của Vô Trần thôi. Rồi, đây rồi, một ông Trung Quốc đến từ AS. Xem là chơi con gì đó. Ok, tao chết rồi. À, thế là đang đánh nhau à? Hay quá. Hay à? Rồi, đánh con ngu à? Từ từ bạn ơi, đi hồi máu cái, hồi giáp cái. Ông này chắc là đại đau tím rồi. Bổ đau thế. Bình tĩnh anh em. Hết máu, hết giáp thì mình cứ sủi đi, mình hồi hồi máu rồi mình đánh tiếp. Đâu rồi? À, lại đánh nhau đằng kia. Hình như là cái ông mình bô ti và đấy ông sen ra luôn thì phải. Rồi, tầm này quay đao xuống thôi. Này thì ấy ra, ủi đại đao vàng ạ, vãi chưởng. Bảo sao đau, làm sao mà không đau. Ôi ôi, áo đi luôn. Xin cái đao vàng đã, té, ấy à. Ừ bạn ơi. Đấy, tủi đi hồi máu thôi. Vòng quanh sô-cô-la, bánh đa, sữa đậu nành. Pepsi sống hay chết? À nhầm, Messi sống hay chết trả lời ngay. Thêm tí chưa? Hết rồi thì đi. Hết full tí thì đi. Ok à. Làm vội quá. Hay. Hay nha. Ôi, thương gì mà đau thế. Ôi, kiểu này lại lại thương vàng hay thương tím gì rồi. Ai cho hồi máu vào hồi. Ây trời ơi, thương vàng. Rồi xong. Đi nhá, xin thương vàng nhá. Con gì đây? Takeda, Adu. Thế rồi, Takeda thì dở rồi anh em ơi, chịu rồi. Takeda thì khó. Cái này thì khó cho mình rồi. Úi dồi ôi. Lại chơi ngu rồi. Hay ra. Thôi từ từ anh ơi. Từ anh ơi, tha mạng anh ơi. Nè. Mình ngáo đét ạ. Trời ơi, sao mình ngáo người ta. Đây rồi anh em ơi. Đây rồi, là đôi giày. Đưa cái hồn đây.
xin cái hồn bạn ơi. Đánh nhau với ai vậy? Có con lửa nữa. Ây da, thủi đã, thủi đã. Cứ đánh nhau thì rồi mình vào mình xin cái hồn. Cho mình vào mình xin cái hồn của bạn. Ơ à, đâu rồi? Ủa alo, mất tiêu luôn. Ôi à, gì này? Ơ sao đứng im này? Ôi thế là mạng mình bị lag rồi. Gì vậy trời? Như hai pho tượng luôn. Chịu đấy, cái gì này? Ôi mạng mẽo này chết. 2000 years later. Đang kết nối. Nào, còn sống hay chết đây? Còn sống hay chết đây? Ôi ôi vẫn còn sống anh em ơi. Hát đủ. Vẫn còn sống nguyên nha. Ôi mất cái hồn rồi. À, đấy, vẫn còn đánh nhau, vẫn còn đánh nhau. Đây rồi, có cái hồn kia rồi. Nhanh 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 nhanh. Lụi cái hồn, lụi cái hồn. Rồi. Thế là sống rồi anh em ơi. Nào tiếp tục hành trình nè. Tiếp tục cuộc vui nè. Nào xoay đao xuống nè. Đâu rồi? Ơ. À đây. Không đánh thằng này, thằng này. Thằng này là thằng vừa nãy đánh mình trong hồ dân cảnh. Gặp Takeda khó chơi lắm, từ từ thôi. Đây, dí thằng này, dí thằng này. Thằng này ít máu đấy. Ui trời ơi, giáp vàng luôn. Bạn ơi, cho mình xin cái giáp vàng đi. Bạn yêu ơi, nè. Đứng lại coi. Dậy ác nhở. Thôi, chịu chết đi còn gì nữa, còn có tí máu. Tí máu mà cứ chạy hoài. Sao mà chạy ở đây? Sao mà chạy ở đây? Xin giáp vàng nha bạn ơi. Đó, lại đi hồi dân cảnh rồi anh em ơi. Đồ đạc bây giờ lại ngon chết rồi. Con gì đây? Ân tử bình à? Ok nhá. Ân tử bình thì mình cũng không sợ lắm anh em ơi. Mình sợ Takeda hoặc là Viper thôi. Chơi vô trần thì sợ Takeda Viper thôi. Hoặc là con nước. Rồi, vô. Vô nè. Định làm gì? Xin cái dao găm vàng. Định làm gì? Đây à. Định làm gì? Định làm gì? Hồi máu. Trời ơi, bạn nghĩ mình cho bạn hồi máu à? Ôi trời ơi. Xin là xin vĩnh biệt. Rồi sao? Rồi sao? Hết đã chưa? Trời ơi. Hết đã thì đi thôi. F2 giờ ngon được cái là nó giảm đát của địch anh em ạ. Cũng được. Đây rồi. Ông nào đứng như ngỗng ỉa này. À, súng mới à? Open bị lag à? Mạng của bạn bị lag à? Ấy à. Ấy trời ơi. Đánh thế thì chết rồi. Đánh thế thì đi rồi. Đánh thế thì đi rồi. Hello bạn chúp nha. Hello chúp, hello chúp. Có người không? Đây rồi, mình thấy người mà. Hiện người đây, à trong bụi à? Trong bụi à? Quệt luôn một đường kẻ. Quệt luôn một lai băng như thế này thì làm sao mà chống đỡ được đây? Hết hai băng rồi. Định làm gì nữa? Chạy qua chạy lại à? Dao găm à? Làm gì nữa bạn ơi? Perry. Ôi trời ơi.
Ôi rồi, ok. Nào, ok. Đi ra đừng KS thằng lợn này. Mày thích KS không? Mày thích KS không? KS này. Ôi rồi, ôi rồi, ôi rồi. Nào, KS đi. Ờ, mất cái V luôn. Trời ơi. Tự nhiên ở đâu để ta chém cái chết luôn con băng của mình ạ. Hư thật đấy. Đứng lại bạn ơi. Một mạng, trả một mạng đi. Chạy đâu. Ok. À, ăn tử bình vừa nãy này. Thịt luôn. Cho con cát kia sống. Làm sao? Định làm cái trò gì? Ôi trời ơi, ra đòn 2 à? Ra đòn 2 thì đi. Ây à. Má cái địa hình này. Ây à. Ây à. Từ từ sủi đã anh em, sủi đã, sủi đã, sủi đã. Rồi rồi rồi, từ từ. Sủi đã. Cái địa hình làm thằng kia nó tỉnh sớm hơn. Đố anh bắt được em, đố anh bắt được em. Lêu 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 lêu. Rồi sao? Bắt làm sao được? Trốn này, trốn này. Mất tiêu luôn. Hello, hello, bye bye. Đuổi kìa. Đuổi là chết đấy, đừng có đuổi. Hồi đủ, hồi đủ máu, đủ giáp là chết đấy. Đừng có đuổi. Tina, idol gà. Á đù. Ây à. Đừng có xích nữa bạn ơi. Này. Ây à. Này thì không parry này. Rồi sao? Rồi sao? Muốn nữa đi, muốn nữa đi. Muốn nữa đi, hết đát chưa? Làm sao mà đát được nữa, dùng F2 sao mà đát được. Trường kiếm vàng mình xin á. Xin luôn chứ còn gì nữa. Ok à, bầu ti của tao mà. Nào vào, nhà tôi thì vào đây. Rồi sao nữa. Làm gì nữa. Rồi sao nữa. À ulti à. Ulti thôi. Ulti thì mình đi. Ông kia ông ulti xong ông chạy đó mất rồi anh em ơi. Không thấy luôn. Ok. Xavier giết rồi à. Ồ vậy thì là còn ông cát hay sao ấy. Chứ còn cái ông Takeda vừa nãy giết mình trong hồi dân cảnh là ông ấy chết rồi. Thế là tuyệt vời rồi anh em ơi. Gặp Takeda sợ lắm. Takeda vô trần rồi coi như là mất điện luôn anh em ơi. Đâu rồi ông cát đâu rồi, đánh nốt đi nào. À đây rồi. Perry nè. Solo nè. Nào solo vào đây. Định làm gì? Ok. Không hiểu luôn đấy. Solo kiểu gì cứ phi đi đâu vậy trời. Nào solo. Ok. Còn ông này ông cứ. Ok. Không hiểu. Cái làm trò gì không biết này. Này thì lắm chuyện. Làm gì, làm gì, làm gì. Đâu rồi, à Upcat à. Không hiểu luôn đây, tôi còn đầy máu, đầy giáp này ông Upcat. Trời ơi. Hơi khó hiểu thế nhở. Ranh đầu mùa anh xem hơi chán anh em thông cảm nhé. Làm gì, kho lửa à. Kho lửa thì làm sao. Bạn nghĩ mình sợ à? Ít sợ lắm. Ừ, lại còn đứng ngay đây hồi máu chứ. Trời ơi. Dễ quá anh em ơi. Trận này hơi dễ. Thôi, mình xin kết thúc video tại đây nha anh em ơi. Vì cơ bản thì sức mạnh của con vô trần này thì là nó cũng có thay đổi đấy. Có tiến triển một chút đấy nhưng mà không đáng kể anh em ạ. Chỉ gọi là đánh được con lửa thôi. Ok, thank you anh em nhé.
Hẹn anh em vào các clip sau nha. Bye bye.